Em ơi, lâu lắm rồi, hôm nay bạn tôm cá sú mới ra nhá. Ôi dồi ôi, ra phát là bay ở mầm luôn này. Ui dồi, quá siêu. Kiếp chưa? Nay bạn ấy đi học về muộn quá, gần 6 giờ mới ra được kìa. Ra mà vẫn bay ở mầm đây. Đấy, vẫn đang mặc áo trắng ở trường đấy nhá. Ui dồi, bay ác luôn rồi, xoáy xoáy. Ui, quá đỉnh, quá đỉnh. À, ui, mặt vênh vênh em tí nào. Ôi bạn bay mạnh lắm nào, bay bóng kiềng luôn này. Ôi giời ơi. Này rất đông khán giả đang xem nhá. Khán giả xem này đông lắm. Bay ra ngoài. Ui bay ra ngoài. Ôi giời ơi. Đẹp không? Quá tuyệt vời. Ở chân vùng vàng rất ghê nhá. Ui giời. Quá đẹp. Quá đẹp. Bạn này bạn đu tầm khoảng 3 phút thôi nhá. 3 4 phút này đứng đu. Quá đẹp nào. Lại ra ngoài nào. Lại ra ngoài nào. Ui. Đón được rồi, dạo này siêu lắm, không cần ai phải mớm mồi cả. Bày mạnh lắm bạn, xem này, mạnh lắm. Bày mạnh ở mầm đấy, thấy chưa? Được kinh không? Đúng là không hổ danh hot top top nha. Quá nổi tiếng luôn. Đấy, được phút rưỡi rồi bạn xú nha. Siêu thế, quá siêu luôn này. Đấy, này bạn ấy đeo cả kính nhá. Đi dép sang đan nhá, vừa đi học về nhá. Vừa về thay mỗi quần đùi ra thôi nhá, còn đâu là áo trắng vẫn mặc này. Ê, rất là tuyệt vời. Ok, rồi. Quá đẹp.